Đi, đi đi. Là chưa?
Rồi sao rồi? Thank you.
Thank you.
Về chưa? Ngồi đúng không? Má vậy sao đi máy? Má hãy chịu, em nếu chưa đi vô cổng nó mà chịu gì? Hẹn người ta, má từ chốn tối qua đến giờ rồi. Má đi nẻ điện thoại sao ấy được? Anh biết nó có vị trí nhưng mà má nó bị lệch đường ra sao không biết. Mới tầm chút xíu à, bắt cái khoảng 10 phút cái mấy gì. Mấy giờ nó nghỉ, thì động tới rõ 11 giờ nó nghỉ cái mấy. Đúng không? Ờ, rõ 11 giờ nó nghỉ cái mấy, nó bắt làm tới khi nào. Chó nó sắp rồi đó. Ủa, nó sắp 11 rưỡi. Đi kêu, kêu đi, kêu lại anh đi. Gấp đi. Thank you.
chôn mình hả? Ủa thằng nào á? Ủa mé được, ok. Kệ đi, ủa mé được rồi. Thôi kệ, tí nữa tới giờ đó đi. Ủa mé chôn thiệt chứ. Em thành siêu quậy của bà. Ông Ri quất thẳng lên, quất xong thẳng.
Cho nó ăn xong. Qua nó không đúng giờ mới không
tại chứ nó bị làm ra cái máy rồi.